chào tất cả anh em nha. Bây giờ là hồ của mình đã hoàn thiện xong. Thì cái này là cái hồ đi xa nhất của Gia Vít. Thì nó hơn 1.000 cây số là giờ về đây nó đã hoàn thiện rồi. Thì đây, đây là cái view hai mặt dài. Thì anh chủ hồ muốn làm một cái vách ngăn của cái bếp. Thì đằng sau là cái khu bếp của nhà mình. Thì hiện giờ nước nó chưa có trong, vài bữa nước nó trong thì chắc cú là mình sẽ nhìn xuyên ra đằng sau được. Đó, thì mấy bạn đã coi mình đã bên mình đã lắp đặt không thiết bị và chạy. Bây giờ mình sẽ bàn giao hồ cho chủ thôi.